Xin chào anh em, bữa nay là mình đốn một cái cây ở huyện An Biên, mình là cái cây xà cừ ở sau lưng của cái anh này. Thì trước tiên là mình đốn cái cây xà cừ này là mình phải tháo cái đường dây điện này ra trước. Thợ cưa cây leo cột điện nha các bạn. Phim quá trời ta. Phim da đó. Kìa, chắn lòng quá kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghe nghe đây. Rồi. Các cậu xin lại.